Xin chào các bạn. Hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm đến từ nhà CK các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái kính các bạn. Và cái model của nó là CK 19136S045 Silver. Các thông số là 57 15 135 các bạn ha. Và đây là sản phẩm được làm vào tháng 10 năm 2023 các bạn ha. Cũng khá là mới. Đây. Kính của nhà CK cũng khá là ok các bạn. Thì trước đây cũng đã giới thiệu một số cái kính đến từ nhà CK rồi, và mình cũng đã từng đeo một số mẫu của CK để mình đánh giá về chất lượng của nó. Thì nó cũng là một thương hiệu thời trang của Mỹ, thì chất lượng rất là ok ha. So với Ray-Ban này nọ thì nó cũng không thua kém là bao nhiêu, mà là giá rẻ rất là nhiều các bạn đó. Ở đây trên tay mình là cái hộp của CK và cái kính CK ha, Calvin Klein, nhưng mà thừa thì người Việt Nam mình hay đọc là CK các bạn. Đó. Đó. Cái này tại vì mình đang quay ngược sáng quay buổi tối các bạn, thì các bạn nhìn tưởng nó màu đen ha, nhưng mà bên ngoài nó là màu xanh blue nha các bạn nhé. Đây là cái sách hướng dẫn ha. Macron thì nó ha, cái này thì cũng ít người đeo lắm. Đây. Các thông số kính thì mình cũng đã đọc cho các bạn rồi ha. Chúng ta sẽ có một cái tròng 57 này. Ha. Chúng ta sẽ có 15 là khoảng cách của hai con đĩa ha. Và cái cây này là dài 135 các bạn ha. Đó. Cổng kính được cái gọng kính được làm rất là đẹp ha, các bạn thấy không? Mạ sáng ha. Màu xanh. Đó. Cái này thì cái form nó là hơi cong các bạn ha. Đó. Nó hơi cong. Thì cái form cong này thật ra mấy năm nay thì nó không còn nổi nữa các bạn. Mấy năm nay người ta chuộng nó form thẳng vô cực hơn ha. Năm nay làm thì mặc dù năm 2023 rồi nhưng mà làm hơi cong, cũng không hay lắm ha. Đó. Mắt rất là dễ đeo, blue ha, màu xanh. Màu xanh thì chúng ta có thể phối độ cũng dễ ha. Đó. Chân kính cũng được bọc nhựa xanh các bạn ha. Mạ Calvin Klein rất là đẹp. Made in China ha. Đó. Các thông số kính nó cũng được khắc vào đây luôn rồi các bạn. Đó, 135 này đó ha. Đó. Đây là 135 ha. Đây, model kính ha. Bên này thì nó chỉ khắc cái độ dài của cái gọng thôi các bạn, 135 luôn thấy không? Đó. Xong lại gần xíu ha. Đó, 135 Calvin Klein ha. Bên này thì nó lại khắc cái tròng ha và cái model đây các bạn ha. CK 19136S ha, 045 57 15 135 ha. Đó, tăng 3. Cái model này thì nó khá nhiều màu các bạn, cái này là màu xanh blue đó, tại vì mình đang quay ngược sáng nữa các bạn, không hình dung được cái màu của nó ha, thì mình sẽ để kế bên cho các bạn coi ha. Đeo vào thì rất là mát nhẹ. Model này thì unisex, nam nữ xài đều được các bạn, tại vì nó cũng khá là nhỏ, cái mắt nó khá là nhỏ nên nam nữ xài đều được hết ha. Chúng ta không có sợ là nam hoặc nữ đeo không vừa ha. Theo mình nghĩ cái kính thì nó rất là dễ đeo thôi, nam nữ đeo đều được hết, chỉ trừ những cái kính mà nó quá đặc biệt thôi, khi là dành cho nữ hoặc là dành cho nam thôi. Còn thường thì những cái mẫu đơn giản như vậy, những mẫu cổ điển như vậy á, form như vậy á, thì thường là nam nữ đeo đều được hết các bạn. Đó. Màu bạc ha, rất là dễ phối đồ. CK. Đó. Cái kiểu trồng là kiểu trồng mới các bạn, đó, trồng này năm nay các bạn rất là thích ha. Mình chỉ không thích một cái, đó là cái các bạn thấy không, cái mắt của nó là hơi ôm hơi cong ha. Chứ nếu mà nó làm thẳng vô cực thì đẹp hơn các bạn. Đó cái này trên bàn như vậy ha. Đó. Rất thời trang các bạn, với cái giá tiền cũng khá là rẻ, hơn 1 triệu xíu thôi các bạn, thì các bạn có thể mua được một kính hàng hiệu này ha. Các thương hiệu lớn người ta làm cái tròng rất là tốt các bạn có thể mua về là đeo lên liền. Còn các bạn mua các cái kính mà không có thương hiệu hoặc là cái kính người ta bán dạo ngoài đường, mình khuyên thật các bạn là dù có 100-200 hay rẻ lắm cũng không nên mua, tại vì cái tròng nó rất là hại mắt ha. Còn cái này nó chống tia UV 100% luôn đó, các bạn đeo không hại mắt, mắt là cửa sổ của tâm hồn các bạn, cái gì hư như cái mắt hư là rất là khổ ha. Chúng ta sẽ không thấy được, hay là chúng ta chữa trị những bệnh liên quan tới mắt rất là tốn tiền, nên là chúng ta cố gắng mua những cái mắt kính tốt, người ta làm tròng ok, chúng ta phải đeo liền. Đó, rất là đẹp ha.
Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, tạm biệt.